Bà Phương Vinh, cơ thủ Việt Nam, đã tạo nên một cú sốc trong làng bia khi đoạt chức vô địch thế giới ở giải Karam Ba Băng tại Ankara, Thổ Nhĩ Kỳ vào ngày 10 tháng 9 năm 2023. Trong bài báo của tạp chí Bia Kozum, tác giả Fred Barker thể hiện sự kinh ngạc trước thành tích của Bao Phương Vinh, người từng là một cơ thủ vô danh từ Việt Nam. Barker, một cơ thủ Hà Lan hàng chục năm kinh nghiệm, nhấn mạnh sự kỳ lạ và đáng kinh ngạc khi nghe quốc ca của Việt Nam vọng lên trong một giải đấu quốc tế, và cả hai người dẫn đầu đều là người Việt Nam. Giải Karam Ba Băng Thế Giới đã tổ chức 75 lần, và Việt Nam là một trong ba quốc gia có cơ thủ vào chung kết cùng một năm. Trong trận chung kết, Bao Phương Vinh đánh bại đàn anh Trần Quyết Chiến với tỷ số 50-34 để đăng quang và mang vinh quang về cho Việt Nam. Điều đáng chú ý, Phương Vinh chỉ thi đấu quốc tế được một thời gian ngắn, và chiến thắng này đã làm dấy lên sự ngạc nhiên và phấn khích trong làng bia. Phần thưởng cho chiến thắng của anh là 20.000 euro, khoảng 21.500 đô la Mỹ.